đi vô đây. Nó rồi. À, đây đây nè, nó đây nè. Bởi tụi nó mấy cái mạng xã hội nó hay thiệt. Tôi mới đăng cái là hai người lại ăn liền. Ngồi đi ngồi ăn tô. Ủa mà nãy trên này có cái lễ hội gì sao mà mặc đồ kì chùm gì vậy? Mày em. Tụi tao không phải qua đây là để ăn uống hay lễ hội gì hết trơn á. Trả tiền cho tụi tao đây. Ủa mắc gì ai lấy tiền gì của hai người mà trả? Có gì thì ngồi xuống nói chuyện bình tĩnh làm dữ à? Có gì hả? Nè, như vậy vậy là có gì chưa? Con này mày giờ cả rồi. Nè. Có gì chưa? Là tại tụi tao xài đồ của mày gì đó mà kêu có hay chưa có. Ê, gì vậy? Xin lỗi nha. Ở đây là buôn bán nó đàng hoàng, đó giờ chưa ai mắng vốn một câu một chữ nào hết. Thứ nhất nha. Thứ hai, thí dụ có lỡ ăn đi thì đau bụng mắc gì nổi lên trên mặt, đâu phải hải sản đâu mà dưỡng. À, là bây giờ mày từ chối trách nhiệm đúng không? Mày giả ngu hả? Xin lỗi nha, tao đẻ ra được 10 thằng như mày á. Nè, bây giờ nó không đền tao với con này. Ê. Nè. Trời đất ơi, sáng rồi mới mở cửa mở hàng á. Mà mấy người tới đây làm gì mà quậy phá và phá banh chành cái quán ta ra vậy hả? Phá phách hả? Tôi không có rảnh đâu. Ha, đây, con trai của bà nè. Nó bán kem trộn dở mấy cái tụi tôi xài nè thành gì nè. Đây, con này tháng sau làm đám cưới. Ham trắng nhanh để làm cô dâu. Còn giờ bị vậy sao làm? Nè, mấy người có nhầm lẫn không? Thằng Vinh nhà tôi nó chỉ bán cơm trộn thôi. Nó không có bán kem trộn, nghe rõ chưa? Nhầm lẫn là cơm trộn và kem trộn đồ này nọ hả? Xin lỗi nha. Nó làm luôn là hả giám đốc của công ty kem trộn luôn. Nói cho bà hay vậy. Ê, bà có bị cái gì không bà nghĩ sao trời ơi. Ở đâu tôi ra giám đốc mà. Bán cơm không xong nữa. Thí dụ giám đốc là giám đốc cái xe cơm này nè. Trời ơi ghê vậy á. Đây nè. Mày nhìn nè. Nói có sách mắt có chứng. Nè. Bà coi đi. Tên nè. Đó tên nó nè. Địa chỉ nè. Con có đúng không? Ờ Vinh. Tên địa chỉ đúng nè. Với tên mày rõ ràng nè. Ê, hay là mày giấu má để mở công ty riêng đó hả? Đưa con, đưa cái. Nè, mày coi đi. Sao tự nhiên cái nạn gì nữa, tự nhiên sáng ngủ dậy thành giám đốc trời. Thì đúng là tên với địa chỉ thì không chói. Đúng là đúng tên tôi, nhưng mà cái này đâu ra chứ. Quán cơm công ty đâu. Ủa là tao bị giàn cảnh đó hả? Nhưng mà tại vì tao thấy có tên mày tao mới mua về tao xài đó. Ủa là trời nghĩ gì tôi làm giám đốc. Bị khùng hả? Đây là cái này á, là tôi chắc với mấy ông mấy bà luôn là nó lấy thông tin tôi đi lừa mấy người á. Bây giờ thôi lên công an với tôi được không? Để trình bày giải quyết vấn đề này chứ không là bị lừa nữa. Đây, tao phải biết được cái đứa lừa đảo đó là ai hả? Tao mà biết được, tao chế 15 hũ kem cho hầm nó. Đây. Đây. Ở bên, bỏ khoảng từ từ từ. Ước gì ngày nào được nhiều đơn này. Cố lên, một thời gian nữa thôi mình sẽ giàu à. Ê, đâu? Chở gì quá trời à? Bánh kẹo mà, tao chở thuê cho con Thương thôi. Con nó giờ chuyển qua bánh kẹo luôn hả? Trời, ai như mày. Cả đời thì bán mặt cho bếp, bán lưng cho má mày á. Không thò đầu ra thế giới tìm hiểu đi. Bây giờ người ta bán hàng online rồi. Người ta thì phải đa dạng các ngành nghề và liên kết với các kiểu khách hàng khác nhau. Đấy, bán càng nhiều mặt hàng thì càng kiếm được nhiều tiền. Mày ngu lắm. Ê, mắc mình chửi mày hỏi gì không biết người ta mới hỏi. Ui, nhưng mà tao nhớ hồi xưa nó có bán ba cái kem trộn trắng da đúng không? Cũng có, nhưng mà ngày trước thôi, giờ nó bán bánh kẹo cha. Được thôi, hôm nào mà muốn kiểu tìm hiểu buôn bán online này thì sang đây mời tao bữa nhậu tao chỉ cho nhá. Bây giờ tao đi giao hàng rồi, đi về đi. Về đi, về đi. Ôi trời ơi, quá trời cạnh hông luôn á. Nè, gửi tiền rồi nha. Ê, có bộ ở lộng ơi, giờ này có bầu cái gì? Bầu gì? Trời ơi, bầu tao còn chưa có, nó lấy đâu ra mà bầu. Bầu là bầu quán cơm nhà mày á, ăn nho đã rồi thì nó bự ra thôi. Bạn bè gì mà mỗi lần mà thấy là đâm với trọt. Ai đâm trọt gì mày? Tại thấy mày kiếm tiền, dạo này cứ làm tùm lum thứ kiếm tiền cho anh tưởng để tiền đi đẻ. Tao chỉ bán bánh sữa chua thôi. Có ăn không? Ủng hộ vài cái đi, tao lấy giá sĩ cho. Ôi mày ơi, không ăn mấy đó đâu mày ơi. Ơi, không ăn thôi. Tao mắc gì tao phải năn nỉ với mấy đứa như mày. Mà bộ bán được lắm sao rồi lấy sĩ? Thì cũng được, chậm dí đơn đều đẹp. Ê điệu quá, vậy thôi bút tao làm sếp đi, giờ này đang định kiếm thêm nè. Ôi, mày có cái quán cơm kiếm còn chưa xong nữa mà đòi đi kiếm thêm.
Rồi tao có đơn vị riêng vận chuyển rồi. Ý mày là đơn vị mày là Ken hả? Mày nghĩ sao có mình nó ship kịp cho mày? Trời ơi, nè, không có thằng Ken nào ở đây hết trơn trời hết á. Tao bút hẳn một cái đơn vị vận chuyển riêng của tao. Rồi tao nói thiệt với mày nha, không có ai ship, tao cũng không có kêu tới cái mặt của nó nữa đâu. Trời đất ơi, tao nhờ nó đi ship mấy hộp kem thôi mà lấy mối khách hàng của tao luôn kìa. Trời, chuyện gì nó cũng dám làm nữa trời thằng này. Có chuyện gì mà không dám làm, hồi buổi kinh tế khó khăn mà. Nhất là cái thằng đó nữa. Đúng á. Ừ. Dạ alo. Chúng tôi đã điều tra được thông tin người giả mạo anh bán kem trộn cho mọi người. Đây, chị mua nhiều mà có giá ưu đãi này đấy, chứ bình thường không có giá này đâu. Xài mà ok, giới thiệu khách giúp em nha. Em có ưu đãi cho khách VIP. Nếu mà xài ok á, tao sẽ giới thiệu tha hồ mà bán. Em đi nha. Dạ. Gì á? Kem giao gì bánh kẹo gì? Đâu có, tao mua kem trắng da của nó. Dạo này thời tiết nắng quá, đen da quá. Tao mua xài để cho trắng da. Xài vừa vừa nghe đây coi hiệu quả hay sao, hay xài hết người nha, lỡ có gì nha mà. Đi á. Ủa, thằng này nó nói vậy là sao ta? À, em là nhân viên kho hàng. Dạ, dạ vâng, đơn của chị sáng mai em sẽ giao ạ. Vâng vâng. À, chị cứ yên tâm. Đợi em đã lên đơn rồi, kiểu gì sáng mai em sẽ giao cho chị. Dạ. Dạ sao ạ? À, chị muốn đặt thêm một đơn cho bạn ạ. À? Vâng vâng, chị thông cảm, đợi em tí em check kho hàng cái đã nhá. À dạ, chị ơi, chị thông cảm, dạo này hàng nó hot quá nên là cứ cháy hàng liên tục. À, nhưng mà không sao, em vẫn còn vừa được một đơn để sáng mai em giao cho chị. Nên là mai em mang qua đơn cho chị nhá. À, dạ vâng, dạ, em cảm ơn chị. Sai. Ngon lành cứ thế này mà hút bạc thôi. Sai. Ngồi đi anh, ngồi đi. Ồ, dạo này tình hình buôn bán bộ ổn à, thấy đơn ngầm mầm á. Dắt khách vào cho mày, anh này khách VIP luôn á. Anh này là công an ở trên phường xuống. Công an hả? Có buôn bán gì đâu. Hồi nãy con Thương nó gọi để mama sang chuẩn bị giao bánh kẹo cho nó không mà. Chứ mày lấy thông tin cá nhân tao mà làm gì? Đây! Đây. Vinh Vinh Vinh! Qua má nói này. Hình như là hôm bữa thằng Ken nó qua đây. Cái nó hỏi về lý lịch của con. Cái nó đưa cho má coi. Cái nó nói ok lắm. Thì má cũng nghĩ là nó ok. Rồi má đưa cái lý lịch của con cho nó. Có sao không? Tôi bắt anh vì tội lấy thông tin của người khác, mở công ty ảo, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người khác. Tôi biết tôi sai rồi. Tôi sẽ đền tiền và bồi thường thiệt hại. Anh đừng bắt tôi phải trả được không? Tội của anh á có liên quan tới hình sự, gây ảnh hưởng tới nhiều người khác. Không những vậy á, anh còn phải đền bù theo quy định của pháp luật nữa. Tao biết tao sai, tao có lỗi. Mày nói về cán bộ tha cho tao đi Vinh. Tha gì? Chú làm thì có chịu chứ. Cái này là mày tự chuốc lấy, tao có bắt mày làm đâu. Với lại nè, cao nhân có câu, không làm mà muốn có ăn thì chỉ có ăn quả báo. Làm bậy bạ như mày là ăn quả báo. Bây giờ mời anh theo tôi lên phường.